Tất cả các anh em chúng ta tiếp thu thực kế các anh em mình nha. Bây giờ chúng ta thay đổi cái lóc theo ý chúng ta, và có những cái ràng buộc khi mà chúng ta thay đổi thì nó sẽ bị vướng cái lỗi các anh em mình nha. Bây giờ em ví dụ đi, là ví dụ thay đổi cái lóc này đi nha. Cái lóc này nó sẽ ok nè. Đấy, em biết trước là nó ủa, không không được luôn hả? Không được thì chúng ta sẽ có ở đây, thì nó không được thì chúng ta làm nè, chúng ta khắc phục các anh em mình nha. Thì khi mà chúng ta không có khôi phục được cái lóc của mình đã lưu luôn á nha, các anh em đã lưu rồi mà chúng ta khôi phục lại không được luôn, thì chúng ta tiến hành như sau. Chúng ta vào cái phần bố cục nè, chúng ta lọc bớt đi, lọc bớt những cái tính năng nào mà chúng ta cảm thấy nó dư thừa. Các anh em nhìn sơ sơ nè, ở đây có tiếng Việt ha. Các anh em nào mà dùng tiếng Anh mà chúng ta ở nước ngoài thì chúng ta có thể chuyển về tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Anh để chúng ta sử dụng cho nó tiện nha. Đấy, thì chúng ta ví dụ đi ha, cái công cụ search chẳng hạn, mấy cái nào mà nó trùng nhau á, mấy cái nào trùng lặp á, các anh em bỏ bớt đi, đừng có để nhiều quá nó sẽ nhận dạng và nó sẽ bị lỗi nha, nhận dạng nó trùng nhau á. Những cái lock mà chúng ta backup á, ha, nó trùng cái này, nó trùng cái kia, nó giống như là nó đá nhau, nó không cho chúng ta backup được cái lock của chúng ta đã lưu, mặc dù là chúng ta mới lưu luôn nha. Mặc dù chúng ta mới lưu mà các anh em backup lại không được, có nghĩa là nó đã bị trong những cái phần này nó quá nhiều cái thanh, cái tab này kia, các anh em xóa bớt giùm em nha. Khi chúng ta xóa bớt những cái không quan trọng, em ví dụ đi ha, chúng ta cũng lưu ý luôn những cái nào nó có code giống vậy chúng ta không chắc ăn là an toàn thì tốt nhất chúng ta để lại nha. Còn cái nào mà chúng ta không thấy code nè, ví dụ này có code chúng ta nên để lại nè, cái nào không thấy code thì chúng ta nên xóa nha. Đấy, cái nào không có code á, không quan trọng thì chúng ta nên xóa đi. Đó, giống như cái này nè, chúng ta thêm lại được nè. Và các anh em nắm chắc những cái nào mà các chúng ta thêm lại được thì chúng ta xóa nha. Thì cái này các anh em tập từ từ quen dần với lóc thì chúng ta sẽ biết cái mục nào chúng ta cần xóa và cái mục nào chúng ta không cần ha. Rồi mấy cái này thì chúng ta thêm tiện ích là thêm đây nha, cái này có thể thêm bất kỳ những cái nào nè. Đó, chúng ta những cái mà chúng ta xóa nó đều nằm trong đây hết nha. Đấy, những cái mà chúng ta đang xóa nãy giờ nó đều có trong này nè. Thành ra các anh em muốn thêm lại cũng rất là dễ nha. Ví dụ các anh em muốn kéo, chúng ta kéo vị trí nữa ha, chúng ta để vị trí này chưa có, chúng ta để đây chẳng hạn, ví dụ vậy nó là nó sẽ kéo và thả rồi nó sẽ đi ra vị trí khác nha. Còn bình thường chúng ta cứ để y những cái gì mà người ta thích hợp mà chúng ta thấy hợp lý thì chúng ta để, còn không chúng ta di chuyển nha, di chuyển theo ý chúng ta thấy nó phù hợp mà chúng ta dễ sử dụng thì chúng ta cứ để theo ý chúng ta. Rồi bây giờ em xóa bớt nãy giờ để em coi coi nó được chưa nha. Rồi bây giờ em tạm lưu ra. À, nãy giờ cũng khá khá rồi. Em coi mấy cái HTML này, cái JavaScript này cũng nhiều cái quá nè. Tạo tiện ích danh sách liên kết nè. Ở đây mặc dù cái tên nó khác nhưng mà nó hai cái này, các anh em nhìn ở dưới, chủ yếu chúng ta nhìn cái phần tên dưới nha, cái phần tên trên tiêu đề nó có thể đổi nha. Đó, chủ yếu cái tên dưới mình thấy nó giống là chúng ta xóa được nha. Rồi bây giờ chúng ta tạm sale nha, gì cũng là ổn rồi ha, tạm là thấy ổn. Rồi bây giờ chúng ta sale này, chúng ta sale và chúng ta backup lại cái file nãy là chúng ta sẽ thấy nó ok. Rồi cái này báo thành công là mới được các anh em mình nha. Rồi xong, chúng ta trở về chủ đề rồi chúng ta khôi phục lại cái file vừa rồi nè. Đây, tải lên nha. Đây, cái file lock đây, chủ đề gốc đây, nó là ok, chắc chắn là ok các anh em mình nha. Đó, các anh em thấy không? Thấy không? Em xác định là ok luôn mà. Đây là cái nền chủ đề cũ cũng như là cái video vừa rồi em chia sẻ với các anh em nha. Bây giờ em bấm F5 hoặc repeat lại thì nó sẽ thay đổi thành một cái chủ đề khác, chủ đề lock khác đó, các anh em thấy không, nó ra một cái chủ đề lock khác ha. Đấy, thì cái chủ đề thì các anh em tải trên cái trang lock gốc đây nè, cái trang là newbloggertham.com nè, cái trang này rất là nhiều các anh em nha. Em thích, rất thích cái này nè, lab này nè, ồ nó hay quá các anh em ơi, lâu quá không vô. Này nó sản xuất được cái người sáng tạo họ làm từ hai hai 2021 tháng 8. Đây cho các anh em xem cái home một nè, rất là đẹp nha. Này là bản quyền các anh em nha, tính theo năm, tính theo tháng nha, chứ không phải là free nha, rất là hay. Ở đây trên này là được cái chạy nè, đó các anh em thấy không, ở dưới này cũng chạy nè và đây cũng chạy nè. Đó, cái này là nó sổ cái được nữa nè, rất là thông minh, rất là tiện. Những ai mà chúng ta làm cái web mà mua sắm này kia mà chúng ta mà được như thế này rất là ok cái này mình nha. Nói chung là cái trang này thiết kế như thế này rất là hợp lý cho những cái người bán hàng cũng như chúng ta giới thiệu sản phẩm này kia, rất là ok. Nhìn là kết rồi nhưng mà vô cái phần mua
vô cái phần mua không có mua được luôn mà phải mua được có 5 một 6 tháng thôi mà 23 đô thì phải. Rồi lưu lại cho các anh em coi nè. Để anh ta biết cái giá tiền của nó luôn ha. Đây bài nào ha. Đấy, thì cái nào hay đây. 23 đô, đây 23 đô nhưng mà không phải là mãi mãi nha. Cái này 23 đô trong vòng được 6 tháng hoặc 1 năm thôi, là trong chúng ta sử dụng trong vòng bao nhiêu đó thôi. Giống như chúng ta mua dung lượng ha, dung lượng của ST hay RAI hay là Mega gì đó. Tới tháng người ta sẽ thu thu lại hoặc là khóa tính năng gì đó hoặc không cho chúng ta sử dụng như thế nào đó mình không rành lắm trong khoản này. Thì thấy cái này nó cũng hay, khá là hay. Khá là tuyệt. Lúc trước là mình mê cái này nè. Lúc trước là mình mê cái trang này nè. Nhưng bây giờ thấy cái này nó trội hơn. Thấy nó hay hơn. Trước là mình thích cái trang này nè. Đâu, đâu rồi. Đây. Trước là gian này nó nổi đình nổi đám rồi ha, cũng thời gian cái sau này cái kia nó lên ngôi, cái thằng này nó bị dìm hàng. Đây cho các anh em xem cái trang này cũng rất là nhiều cái sáng tạo. Đây chữ chạy nè ha, nó hiển thị cái người mà follow đây đó, các anh em thấy không? Đây đó, có những cái mà đây là mấy cái tay lập trình cũng cao thủ và lập trình web cao thủ rồi các anh mình nha. Em biết cao thủ tới đâu thì em không rành nhưng mà đối với em làm thấy gì là quá giỏi rồi. Rồi ok qua này các anh em mình nha, nãy giờ đi hơi hơi lạc đề rồi. Bây giờ chủ yếu là chúng ta backup rồi ok đúng không? Thì khi mà các anh em á, ví dụ đi em backup xong cái đó đi ha, bây giờ em backup sang một trang khác nữa coi. À, ví dụ nè, cái trang này ok rồi, ví dụ cái trang cái gốc của em luôn nè. À, em khôi phục cái trang gốc của em là cái trang bên này các anh em mình nha, thì nó sẽ không có khôi phục đầy đủ. Đây em ví dụ cái này của em đó, đây các anh em nhìn thấy ha, nó của em là những cái bài viết này kia giống như cái thông số like này kia nó như thế này, nhưng mà có qua nó không hoàn toàn giống hết 100%, tại vì những cái bài viết đó chúng ta không tạo ra thì nó sẽ không có copy qua được các anh em mình nha. Đấy, mà có những cái nó không có cho copy qua, giống như cho copy cái phần nền thôi chứ không phải là copy toàn bộ được 100% của cái lóc người ta, mặc dù chúng ta copy copy code này nè. Đây em ví dụ copy hết cái phần HTML đây đó, ví dụ ha, đây em copy từ đây nè đó, hình cho na nè, hình cho ít nó mất sạch nè, chúng ta chuyển qua kia dán qua nó vẫn vậy, nó không có đầy đủ cái này mình nè đó. Hoặc là chúng ta sale ha, backup đây cái phần cái tính năng backup của nó đây này, tính năng backup này thôi sao luôn nè, chúng ta đem qua chúng ta khôi phục lại thì nó cũng vậy thôi nha, nó không đầy đủ hết đâu nha. Rồi bây giờ em tiếp tục em khôi phục cái lock của em đầy đủ của em coi coi nó cho phép không nha. Thì nếu mà lỗi thì chúng ta cứ làm tiếp tục với cái này mình nha. Thì trước đây em cũng chia sẻ cái vụ mà date modify nè, đấy chúng ta coi ngày này ha, cái file này thường chúng ta không không chỉnh sửa can thiệp á, là nó sẽ y cái ngày này thôi, y cái ngày chúng ta tạo ra cái file đó. Ơi ok đây không thể khôi phục nè đó, thì tiếp tục chúng ta vô chúng ta xóa những cái bố cục ha, những cái bố cục nó đã chia sẻ những cái phần này phần kia nó linh tinh nó trùng lặp này kia nó nhiều đó các anh em thấy không. Mình nè mấy cái này nãy nãy hồi nãy em chuyển qua chuyển lại, bây giờ nó tạo ra một nùi nữa, thấy chưa? Khi mà chúng ta backup một cái lock nào đó thì nó sẽ tạo ra y lại, các anh em lưu ý nha, nó tạo ra y lại, thành ra chúng ta phải vào cái bố cục này chúng ta xóa bớt rồi chúng ta mới backup được cái khác nha. Đó thì xóa càng nhiều thì chúng ta cái cơ hội chúng ta backup nó càng cao ha. Rồi em ví dụ đi không backup thì nó khôi phục được không? Cũng được. Đối với những cái trường hợp á, mà cái lock mà người ta hỗ trợ giống như là nó nhiều cái trùng lặp hoặc là nó gần tương đương nhau này kia thì nó dễ lắm. Em ví dụ đi, cái đợt cà phê này một đây mix 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 nè, không biết đọc đúng không nè. Rồi em ok rồi được không? Đâu được nè, đây rồi chúng ta fit ra nha. À, cấp 5 nè, đấy anh em thấy không, cái này nó được cái menu cũng im nè ha. Đấy cái này cái này nó chữ slide ảnh nó chạy nè, nó tự chạy nè, cái này nó cũng ok cái anh em nha. Cái anh em nào làm lock thì em sẽ chia sẻ cái phần này, cái bên cái slide ảnh này nó tự ẩn hiện chứ không có phải chạy giống như cái của em nha. Đấy cái anh em thấy không, người ta cũng tích hợp rất là gọn. Cái của em là nó hơi rườm rà cái phần này nè, nó mấy cái phần này người ta gom lại một chỗ như thế này rất là gọn, còn của em thì phải sổ nguyên từ trên dưới thì nó hơi hơi rườm rà, nhưng mà
lỡ rồi, bây giờ lỡ em bung á, em bung lỡ từ đầu thì nó mắc những cái thông số, nó mắc những cái thông số like, thành ra em không có hái, nó mắc những cái lượt share, lượt like này kia nè, là thành ra em không có chọn cái lock mới, chứ hồi là em đã chọn rồi và em cũng chưa có rành để mà chỉnh cho nó về đúng những cái lượt share, lượt like này. Giống như mình lấy cái phần code này nè, code cái bộ này nè, chèn vô mà sợ cái lock kia nó không nhận. Nói chung là em cũng nghiên cứu coi như thế nào, thử coi, nào rảnh em thử. Trước mắt là ok vậy cái mình nha, cái video này ngắn thôi. Thì chúng ta bị vướng cái phần mà backup không được thì chúng ta cứ xóa nhiều cái phần mục của phần bố cục ha. Xong rồi chúng ta xóa ok rồi chúng ta backup ra bình thường nha. Thì có những cái em cũng chính cái file em sao lưu, mới sao lưu không em chuyển qua chủ đề khác em backup lại là không được, nó lỗi. Thì y như những gì mà em đã làm nãy giờ các anh em mình thấy nha. Rồi, chia sẻ đến đây thôi. Cảm ơn các anh em đã theo dõi video nha.